Xin chào toàn thể anh em, chào mừng anh em quay trở lại với kênh YouTube của tôi hôm nay. Hôm nay thì quay trở lại với môn bài lá, tôi sẽ giới thiệu cho anh em một cái sản phẩm rất là độc đáo, phù hợp cho anh em đem vào sòng vào sới chơi, ở những cái sòng sới mà anh em không thể đem được bài của mình vào, không thể luôn được bài của mình vào thì không thể chơi được bài máy hay bài kính. Thì anh em có thể trang bị cho mình cái dụng cụ này, sẽ giúp cho anh em dành ưu thế hơn trên cái sân chơi. Đây là cái điện thoại đổi tôi đã làm sẵn trên cái Galaxy S5 hoặc đây là S7, nhìn bên ngoài là giống y chang, giống 100% so với cái nguyên bản của nó. Đấy không? Rất là đẹp. Cái điện thoại đổi thì chức năng chính vẫn là để đổi thôi, giúp cho anh em giành ưu thế hơn trên cái sân chơi. Đây, tôi sẽ test cho anh em xem này. Đây là được trang bị động cơ của Nhật, hoạt động rất là êm, hoạt động rất là êm nha anh em, và tiết kiệm pin. Pin này là sử dụng pin sạc, anh em trước khi đi chơi nên sạc cho nó từ nửa tiếng tới một tiếng là anh em dùng cả ngày không hết pin. Đây, điện thoại đổi là phải chức năng chính vẫn là để đổi thôi. Tôi test cho anh em xem này, nó hoạt động rất là nhanh, rất là nhạy, đổi một số bài chưa tới một nốt nhạc, nó không có bị tình trạng kẹt bài hay nút bài như những cái dòng cũ, rất là nhanh đó, thấy không? Đó, anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp cho tôi theo số điện thoại trên màn hình 079 791 từ quý 3, tôi sẽ tư vấn kỹ hơn cho anh em. Hoặc em ở gần thì có thể tới trực tiếp cái cơ sở của tôi ở chỗ bến xe miền Tây, thành phố Hồ Chí Minh, gần bên gần bến xe miền Tây đó. Hoặc anh em ở xa không có thời gian tới thì có thể ghé những cơ sở khác, có thể xuống bến xe Mỹ Đình ở Hà Nội, ở bến xe Đức Long ở Gia Lai, hoặc bến xe miền Đông ở Sài Gòn. Nói chung là anh em ở gần cơ sở nào thì cứ liên hệ cho tôi và tới trực tiếp cái cơ sở đó, sẽ có nhân viên tư vấn cụ thể cho anh em, giúp cho anh em lựa chọn những cái món đồ chơi ưng ý nhất, phù hợp với anh em nhất nha. Đó, ngoài cái dụng cụ này thì bên tôi có rất là nhiều dụng cụ khác, ví dụ như ví đổi bài, áo đổi bài, ba lô túi sách đổi. Anh em có nhu cầu hay là muốn tìm hiểu thêm thì cứ phone cho tôi theo số điện thoại 079 791 từ quý 3 và tới trực tiếp với cơ sở của tôi để tham khảo những cái món đồ chơi hỗ trợ mới nhất trong năm 2019-2020, để trang bị những kiến thức và những anh em có thể sắm cho mình một cái bộ để anh em đi chơi trên cái sân chơi của anh em, để anh em giành ưu thế hơn. Rồi, một lần nữa xin cảm ơn anh em đã xem video. Video có hạn nên hẹn gặp lại ở trên những cái video lần sau. Xin chào tạm biệt anh em.